Hello student, my name is Yoon Tae-hwan. Nice to see you again. Today I'm going to teach you sets and bits. B1, Unit 13, Unit 7. Chào các em, tôi tên Yoon Tae-hwan. Chúc vui gặp lại các em một lần nữa. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em sets and bits B1, Unit 13 của tiếng Anh 7. Các em chuẩn bị tập vở bút để ghi bài nha. Warm up. Before we go to the new lesson, let's check your lesson. Rewrite the following sentences. We have 3 minutes for this activity. Let's start. Now time finish. Let's check your answer. Number one, she is on a quick runner. Cô ấy không phải là người chạy nhanh. Answer, she doesn't run quickly. Cô ta không chạy nhanh. Number two, he participated in the English club and school. Answer, he took part in the English club and school. Này đã tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh tại trường. Participate in đồng nghĩa với take part in. Đây là Simon Bart thì chúng ta sẽ dùng động từ là took. Number three, they play tennis well. Họ chơi tennis giỏi. They were good tennis player. Họ là những người chơi tennis giỏi.
Play ở đây là quá khứ. Đó, động từ to be chúng ta sẽ dùng ở quá khứ were. Và số nhiều là đây là số nhiều như đó, keep play the match. Number 4, Daisy speak French skillfully. Daisy nói tiếng Pháp điêu luyện. Answer, Daisy is a skillful French speaker. Daisy là người nói tiếng Pháp điêu luyện. Okay, the last sentence. My mother is a sound stylist. Mẹ tôi là người đạp xe đạp. An toàn. Answer, my mother cycle safely. Mẹ tôi lái xe đạp một cách an toàn. Now check your answer. Kiểm tra lại bài trả lời, câu trả lời của các bạn đi nhé. Xem mình có đúng không nào. Now we move unit 13 activity. Section B, come and play. B1, listen. Now listen carefully. B, come and play. 1, listen. Then practice with a partner. Would you like to play table tennis now? I'd like to, but I can't. That's too bad. I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis. Yes, you must do your homework first, but I'll wait for you. It'll take me a few more minutes. No problem. I also have to finish this question for math tomorrow. Okay, I finished. Oh, I don't have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one? Yes, I do. Can I borrow it? Sure. Here you are. Thanks. Okay, let's go. Hi, cô dịch cho các em nha. Ba, bạn có muốn chơi bóng bàn không? Nam, tôi rất thích nhưng tôi không thể. Thật đáng tiếc. Tôi có một ít bài tập phải làm. Tôi phải hoàn thành nó trước khi chơi bóng bàn. Ừ, bạn cứ làm bài tập trước, nhưng tôi sẽ đợi bạn. Phải mất thêm vài phút nữa đấy, không sao đâu. Tớ còn phải làm hoàn thành câu hỏi này cho môn toán vào ngày mai. Rồi. Tớ làm xong rồi, nhưng tớ không mang theo vợt bóng bàn. Cậu có vợt dư không? Có, tớ có. Cho tớ mượn được không? Tất nhiên, đây này, cảm ơn. Được rồi, chúng ta hãy đi. Now we have some vocabulary. Listen and repeat after me. Sus. Đồng nghĩa với after. After. Sau suốt và sau to thì là verb zero. Sudden. Sudden là gồm có suốt thêm not. Cũng cộng như là verb zero. Đồng nghĩa vào all not to cộng verb zero. Example. You should go to bed early. Đồng nghĩa là you ought to go to bed early. You should not play game all day. Đồng nghĩa you ought to... You ought not to play game all day. Better, better là cái vật. Spare, spare, dư thừa hoặc dự phòng. I don't have my table tennis better. Do you have a spare one? Tôi không có mang cái vật bóng bàn. Bạn có dư cái nào không? I borrow, borrow là vay hoặc mượn. Opposite của nó là lend, cho mượn. Example, can I borrow your book? Tôi có thể mượn sách của bạn không? Can you lend me your car? Bạn có thể cho tôi mượn xe hơi của bạn không? Yes. À, các bạn nhớ đọc nhiều lần để tập đọc nhiều lần. Yeah. Now answer the question. We have 2 minutes for answering the question. Now let's begin.
Now time finished. Let's check your answer. Question A. What should Nam do before he play table tennis? Nam nên làm gì trước khi anh ta chơi bóng bàn nào? Answer. Nam should finish his homework before he play table tennis. Nam nên hoàn thành bài tập trước khi anh ấy chơi bóng bàn. B. When will Nam be ready? Nam sẽ chuẩn bị khi nào? Nam will be ready in a few more minutes. Anh ấy sẽ chuẩn bị trong một ít phút nữa. Question C. What will Ba do? Ba sẽ làm gì? Answer. Ba will finish this homework for Mark tomorrow. Ba sẽ hoàn thành câu hỏi này cho môn toán vào ngày mai. The last question. How many bedroom does Ba have? Ba có bao nhiêu cái vợ? Answer. Ba has two bedrooms. Ba có hai cái vợ. Now check your answer. Kiểm tra lại câu trả lời của các bạn đi, xem mình có đúng không nào. The lesson has finished. We have homework. Learn vocabulary and remember. Do exercise workbook and the chat from the school website. Prepare unit 14. English 7. Bài học đã kết thúc. Chúng ta về nhà học từ vựng và ghi nhớ. Nhớ làm bài tập trong sách bài tập và bài test từ website của trường nha. Chuẩn bị unit 14, unit 7. Goodbye. See you later. Thank you for your listening.